Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng trải qua một vài cuộc tình. Có người chỉ sau một đến hai cuộc tình tan vỡ thì đã tìm thấy chân ái của đời mình để cùng tạo dựng gia đình và tận hưởng hạnh phúc. Nhưng có người mang số lận đận tình duyên, trải qua rất nhiều mối tình mà vẫn chưa gặp được người tri kỷ. Hoặc dù đã kết hôn nhưng vẫn luôn khổ vì chồng, vì con. Những cô gái ấy vốn có số khổ vì tình, hay người ta gọi là số mắc nợ đàn ông. Các nhà nhân tướng học cũng chỉ ra những đặc điểm của một cô gái sẽ khổ vì tình đến lúc về già. Nếu bạn đang lo lắng điều này thì hãy xem mình có nét tướng đó không để cải thiện ngay bây giờ nhé. 1. Lông mày rậm nhưng mọc lộn xộn hoặc quá thưa và nhạt. Lông mày được ví như cung tình duyên của người phụ nữ. Chính vì vậy mà nhìn lông mày cũng phần nào đoán được con đường tình cảm của họ. Nếu lông mày thưa và nhợt màu thì không tốt, nhưng nếu quá rậm mà lại mọc lộn xộn, không theo nếp thì lại là kém may mắn trong chuyện tình yêu. Các cô gái sở hữu lông mày rậm, mọc lộn xộn thường có tính cách rất mạnh mẽ. Ở họ thiếu sự nữ tính, dịu dàng, thế nên không tạo được nhiều sức hấp dẫn với đàn ông, nên khó gặp được một đối tượng phù hợp. Nếu đã yêu nhau, thì với nét tính cách này, cả hai sẽ phải sống trong những trận chiến tranh, cãi vã nảy lửa, không ai nhường ai. Khi không tìm được tiếng nói chung, cả hai người sẽ sớm chia tay. Còn nếu sống đến nhau lúc già, cũng không thật sự hạnh phúc, mà chỉ vì con cái mà thôi. 2. Gò má cao. Phụ nữ có gò má cao thường khá mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán và có cái tôi rất lớn, kể cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Vì vậy, họ rất khó để chọn được người đàn ông phù hợp với bản thân mình. Trong trường hợp cả hai xảy ra mâu thuẫn thì thường dẫn đến tranh cãi quyết liệt, làm cho chuyện tình cảm dễ sứt mẻ. Ngoài ra, theo nhân tướng học, phụ nữ có gò má cao là một điều không tốt, bởi họ thường khắc chồng, khiến người bạn đời của mình không may mắn, bỏ lỡ các cơ hội làm việc, thăng tiến. Bên cạnh đó, ông bà ta còn cho rằng con gái có gò má cao là có tướng sát phu, nên thường người bên nhà trai không thích con gái có đặc điểm này. Chính vì vậy mà các cô gái có gò má cao hay rơi vào tình trạng độc thân kéo dài, hoặc nếu có người yêu thì cũng thường xuyên gặp trục trặc, dễ tan vỡ, không thể sống trọn đời với nhau. 3. Mũi hếch. Mũi hếch không phải là một dáng mũi đẹp. Bên cạnh đó, tướng mũi cũng tiết lộ nhiều điều không thuận lợi trong đời sống tình cảm của người phụ nữ. Người có tướng mũi hếch thường bảo thủ, coi trọng cái tôi cá nhân một cách thái quá, nên hay gây bất đồng, khó hòa hợp với người khác, đặc biệt là người yêu hay chồng. Chính vì tính cách như vậy, những người mũi hếch thường khó chấp nhận, thấu hiểu và chia sẻ với đối phương, nên mối quan hệ của hai người luôn gặp trục trặc hay bất hòa và khó có thể sống đến chăn lông đầu bạc. 4. Răng khấp khểnh không đều. Theo nhân tướng học, hàm răng còn thể hiện tính cách và đoán vận mệnh tình duyên khá chính xác, chứ không đơn giản chỉ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của một người phụ nữ. Những người con gái sở hữu hàm răng trắng đẹp đều như hạt bắp, thường là người có tính chu toàn, cẩn thận,
Ngược lại, con gái có hàm răng khấp khểnh lại là người dễ nóng giận. Cũng bởi vậy mà họ thường không gặp thuận lợi trong chuyện tình yêu. Nếu không độc thân lâu năm thì cũng gặp nhiều trắc trở trong mối quan hệ yêu đương. Đến khi về già, họ cũng không thể hưởng được hạnh phúc gia đình an vui, bởi tính họ không thể hòa hợp với chồng con. 5. Miệng rộng. Người xưa có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, không phải là không có lý. Xét về mặt nhân tướng học, con gái có khuôn miệng rộng thường không được may mắn trong cuộc sống cũng như trong đường tình duyên. Tuy không khắc phục, nhưng khuôn miệng rộng lại là biểu hiện của người không biết cách quản lý chi tiêu tiền bạc hoang phí. Chính vì vậy mà cuộc sống sau hôn nhân của những người này thường không suôn sẻ như mong muốn. Gia đình hay xảy ra mâu thuẫn, bất hòa liên quan đến tiền bạc. Điều này khi về già cũng còn xảy ra. 6. Cằm nhọn. Cằm V-line là một xu hướng làm đẹp hiện nay, nhưng hiếm ai biết cằm nhọn là một đặc điểm không tốt trong chuyện tình duyên của phụ nữ. Không như những tiêu chuẩn về cái đẹp như hiện nay, xét về mặt nhân tướng học thì cằm nhọn lại là một đặc điểm xấu của cơ thể. Những người sở hữu cằm nhọn được cho là rất lận đận trong đường tình duyên của mình. Họ khó kiếm được ý trung nhân như ý. 7. Tóc sơ nhưng dày dặn. Trái ngược với những cô gái có mái tóc mỏng và đen mượt, những cô gái có mái tóc sơ cứng và dày dặn là điềm báo cho một cuộc đời không mấy may mắn trong đường tình duyên. Thế nên từ xưa, theo quan niệm của nhân tướng, họ có thể nhìn mái tóc để đoán vận mệnh và tính cách quả là không sai. Mái tóc cũng có thể cho bạn biết bạn có phải kiểu phụ nữ khổ vì tình hay không. Tóc sơ nhưng dày dặn, theo nhân tướng học, thì đây là người tính tình khá cố chấp, dễ lâm vào đường cùng. Những người này một khi đã muốn làm chuyện gì là bất chấp tất cả, làm tới cùng, không kể đúng sai. Và với tình yêu thì cũng không ngoại lệ, kể cả khi phải đối mặt với một tình cảm biết chắc không có kết quả, họ vẫn như con thiêu thân lao vào lửa. Kiểu phụ nữ khổ này thường không dễ dàng từ bỏ những thứ họ kiên tâm theo đuổi, nên tỷ lệ tổn thương cũng vì thế mà tăng cao. 8. Má lúm đồng tiền một bên. Má lúm đồng tiền được xem là một nét duyên, nhưng là má lúm đồng tiền hai bên. Còn nếu như chị em nào có má lúm đồng tiền một bên thì có vẻ là sẽ gặp vấn đề trong chuyện tình cảm đấy. Những người có má lúm nói chung đều thuộc dạng trai xinh gái đẹp, nhưng về tướng số, má lúm đồng tiền là biểu tượng của sự đào hoa. Vì thế mà người có má lúm rất có duyên trong chuyện tình cảm. Có điều, nếu như chỉ có một bên thì có thể được lý giải như sau. Kiểu phụ nữ khổ này rất dễ vướng vào những cuộc tình đơn phương không lối thoát. Và khi biết được phần tình cảm đáng trân trọng đó của mình không được đáp trả sẽ vô cùng đau đớn. Cách để phụ nữ không phải khổ vì tình. Bạn thân mến, nếu bạn đang sở hữu những đặc điểm trên và tính cách của mình cũng giống như miêu tả, thì hãy thay đổi ngay. Phụ nữ càng ôn hòa, từ tốn, dịu dàng thì người đàn ông mới để mắt và dành trọn tình yêu thương. Cho dù bạn là người phụ nữ giỏi giang hay mạnh mẽ cũng như thế. Còn nếu bạn tự xét thấy tính cách mình tốt nhưng tình duyên lận đận, vẫn khổ vì người đàn ông, thì hãy cải thiện bằng những cách sau. 1. Hãy yêu thương chính mình trước tiên. Người phụ nữ sinh ra đều có tính hy sinh vì người mình thương,
Nhưng nghịch lý thay, bạn càng dành hết tâm tư và hy sinh cho người đàn ông thì bạn lại càng khổ. Bởi người đàn ông thường trân trọng những cô gái biết chăm sóc và yêu thương bản thân họ. Nhìn vào người yêu hay người vợ xinh đẹp, lúc nào cũng vui tươi thì người đàn ông nào không thích. Cho nên, tất cả những người thành công trong tình yêu là bởi họ có một mẫu số chung giống nhau, yêu chính bản thân mình. Họ biết mình là ai, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Họ làm những gì mình yêu thích chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình. Tất cả những thông điệp bạn gửi đi chỉ để cho đối tượng cảm thấy bạn có giá trị riêng. Muốn bước trong cuộc đời bạn phải thật lòng, thật dạ thì mới được. 2. Không nên vội vàng và tin vào tình yêu sét đánh. Với tình yêu, bạn không thể vội vàng. Nếu bạn đang mệt mỏi vì chờ đợi điều đó, bạn sẽ rơi vào lưới tình với người đầu tiên có vẻ tốt đẹp mà không dành thời gian để thực sự tìm hiểu người đó. Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến về tình yêu đích thực đó là phải có sự thu hút ngay lập tức giữa hai người. Nhưng đó không phải là tình yêu đâu bạn ạ. Có thể chỉ là tiếng sét ái tình, những rung động đầu tiên rồi sẽ tự mất đi sau một thời gian. Là con gái, bạn đừng quá tin vào tình yêu chớp nhoáng đó để rồi mù mờ trong mối quan hệ, không nhận ra điểm xấu của người đó và vì cô đơn quá lâu rồi nắm nhầm tay ai đó. Để rồi khi người đàn ông này quay lưng, hời hợt và vô cảm thì bạn lại tiếp tục khổ sở vì tình hoặc già phải hối tiếc. 3. Mở rộng mối quan hệ mới. Người xưa có câu, trâu đi tìm cột, chứ cột không đi tìm trâu. Nhưng ngày nay thì khác, bạn phải đi ra ngoài nhiều, mở rộng các mối quan hệ để tìm thấy được người đàn ông phù hợp với mình. Nếu bạn có ít mối quan hệ thì khó chọn được người đàn ông thật sự tốt với mình. Rồi khi bị áp lực từ gia đình, người thân thì nhắm mắt lại, đại một người không biết tốt xấu ra sao. Đó là nguyên nhân khiến bạn tự chuốc lấy khổ về mình trong suốt quãng đời còn lại. Bởi vì sống với người không hợp ý, không có tình yêu thương thì chẳng khác nào sống trong địa ngục trần gian. Nhiều người sẽ hỏi, mở rộng mối quan hệ như thế nào? Bạn hãy bắt đầu bằng sở thích của mình. Chẳng hạn, bạn có sở thích ăn uống. Đó là một chủ đề khá tuyệt vời để gặp gỡ những người mới cùng chung niềm đam mê. Tùy thuộc vào sở thích của mình, bạn có thể tìm đến những lớp học nấu ăn. Biết đâu, bạn có thể gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn mới cùng sở thích và cùng tâm ý với mình thì sao? Một cách khác là hẹn hò trực tuyến qua những trang web hẹn hò và ứng dụng. Mặc dù hẹn hò trực tuyến có những ưu và khuyết điểm riêng, song bạn có thể thành công nếu biết kết hợp nó với kinh nghiệm cuộc sống một cách khôn ngoan. Hãy chắc chắn rằng chỉ sử dụng các ứng dụng hẹn hò như một phương tiện để kết nối với một đối tượng mình muốn. Trước khi gặp họ trong thế giới thực, bạn nên cân nhắc, tìm hiểu một thời gian để tránh bị lầm. Bạn thân mến, chúng tôi vừa gửi đến bạn những tướng mặt được cho là không tốt trên con đường tình duyên theo nhân tướng học. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên quá lo lắng. Đây cũng chỉ là những thông tin tham khảo mà thôi. Nếu bạn đang lận đận về tình duyên, hãy hoàn thiện bản thân mình trước tiên. Còn nếu bạn đang ở trong cuộc sống hôn nhân và đau khổ vì tình, thì hãy nhìn lại và thay đổi mình trước. Sau đó, hãy ngồi lại nói chuyện với chồng
để tìm cách giải quyết vấn đề. Đừng tự cam chịu bạn nhé. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống hôn nhân của mình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.